Hi, xin chào mọi người, chào mọi người đã quay trở lại với chân của mình, lưu với các bạn đây. Và hôm nay như mình đã hứa thì mình sẽ mở 6 bắn Evolving Sky. Vì video ngày hôm qua mình đã đạt được khoảng mấy like rồi, cho nên là hôm nay mình bắt buộc mình phải quay những clip này ngay lập tức. Và đây đằng sau lưng các bạn cũng đã thấy những lá bài rất là tuyệt vời, như là hai lá Rainbow, hai lá Co và một Alternate Off. Và ngày hôm nay mình mong sẽ mở ra được một trong những cái clip thật là to. Ok, trước khi bắt đầu video clip này thì các bạn hãy để lại một like, share và một subscribe trên channel của mình nhé. Và còn bây giờ chúng ta sẽ giới thiệu những thứ ngày hôm nay. Đầu tiên là 6 bát Evolving Sky. Đó, chúng ta có bản cuối của Rayquaza, một Duraludon, một Sylveon, một con Duraludon nữa, một Rayquaza nữa, một Sylveon. Mình mua người ta không có lấy Aquas hình Umbreon chứ mà. Và ở đây mình có hai bọc sleeve, một cái sleeve trong và một cái sleeve hình Charizard. Ok, còn bây giờ thì chúng ta bắt đầu thôi. Rồi, bắt đầu tiên nha. Ở trên chúng ta có cái gì hay gì thú vị không? Rồi, Pikachu nè mọi người. Oh yeah, không rung tay. Bây giờ code, mình có 6 cái code đúng không? Thì mình sẽ giveaway cho các bạn một cái. Còn 5 cái còn lại mình sẽ để mình mở online sau khi mình mở hết 6 bát này, 6 bát này nha. Rồi code thì mình sẽ để dưới gầm bàn nha, tại mình sợ đổ code á. Rồi, ok, 4 lá. 1, 2, 3, 4. Rồi đáng energy đi, đáng hệ nước. À, nữa. Right hand Ripponpi Gravely ư. Con này trong cái deck mà của Rayquaza người ta hay xài này, cũng được. Pikachu, ý con này để riêng mà bỏ vô sleep đi nha. Seedot, Lipuff, Vegan. Đây là series trở lại của những Pokemon hệ rồng. Đó, thấy không, hệ rồng. Lilio, Full Face God, Hero God and... Wow, mọi người, ngay phát đầu tiên chúng ta có thể là một con Duraludon V Single Strike. Ok, để mình lấy cho nó một cái sleep Horizon. Alright, yeah. Mới phát đầu tiên mà như vậy là hay rồi đó, tuyệt vời lắm. Rồi, mình xin để ở đây nha, đây coi như là một cái kệ đi ha. Rồi, tuyệt vời mọi người, hay chứ. Bắt tiếp theo hình Duraludon. Ok, không được rung tay nha, rung tay là dội chết nha mọi người. Rồi, à quên, lấy code rồi, ném ra lượng code rồi. Rồi, ok. 1, 2, 3, 4. Và lá đầu tiên The Energy này là hệ nước. Tâm linh luôn. Zubat Licking Cloth Stormy Mountain. Một cái stadium Glossy Flew Feepass Hippopotas Lillipup Nikit. Oh, Moon and Shuntest. And Smuggle. Ok, bằng này chúng ta không có gì đặc biệt. Rồi, tiếp theo nha. Sylveon. Này chúng ta chỉ có 6 pack thôi. Nếu như mà các bạn ủng hộ mình thật là nhiều thì mình sẽ mua thật là nhiều nữa để mình mở cho các bạn xem. Ok, không được rung tay. Không được rung tay, yes. Như vậy, lấy ra. Và mình lấy code ra cho. Rồi, rồi, con thấy code. Lật lại. 1, 2, 3, 4. Energy hệ Metal. Nước. Solid Page Gordy. Con này mình không biết đọc sao. Athlean Lillipup Monga Tentacool Pukapu Grandpa. Có nặng không mọi người? Nặng thử nha. Silent Flame. Vô lại. Mới một bắt có hiếp. Mới bắt đầu tập hết. Thôi Pikachu mình cho một cái sleep thôi, xong rồi mình đỡ ra luôn đi mọi người. Trời ơi, không sao mọi người, mới có 3 bát thôi mà. Cái gì đâu, từ từ rồi nó cũng có hiếp nữa thôi. Chúng ta có một hiếp rồi. Đó, Pikachu nha. Rồi tiếp theo, lại một em Duraludon. Nãy cái bắt mà chúng ta được cái hit là bắt hình con Rayquaza đúng không mọi người? Ừ, đúng rồi. Lấy cái code ra. Mở lên. 1, 2, 3, 4.
Energy đấy, cái gì ta? Đấy, có đấy. Ui tâm lưng lại tâm lưng. Nurse Leaf, Gonduck, Robo Club, Pagan, Love This, Sidor, Slaycock, Cavania, Hypno. Một con này là con rare, con uncommon đúng không? Quá. Wishy washy. Oh man mọi người. 4 pack rồi mọi người, 4 pack mà chúng ta chỉ mới được một Golden V thôi. Mình đang khá là áp lực mọi người. Tại mình sợ nó sẽ không có hit đó mọi người. Yes, có một hit là cũng được rồi. Dạ, cái mắt này nó cứng rồi. Đây. Rồi, ok. Lấy ra. Rồi mình lụm cái code nha. Rồi, ok, vào nha. 2, 3, 4 4 chữ ở 4. Mình đang đeo cái ba tay vào á, để cho nó không bị cái cảm giác của cái lá sau cùng. Chỉ là hệ điện. Ôi, fade. Rescue Carrier, Crystal Cave, Avalanche, Kitty Fly, Adeline, Sapphire, Nikit, Vegemite. Nikit, nice. Galarian, Articuno, Holoran, cũng được đi. Cũng được á, cũng ok. Chúng là cũng ok. Ôi, nãy giờ mình mới mở ra đúng được một con Pikachu mọi người. Ừ, hay thật đấy. Ok. Bác này, bác cuối cùng sau khi cái bác cuối cùng này thì tới lượt mình sẽ mở online. Mình giúp quay cho các bạn một code nha. Ok. Thôi, bác này mình giúp quay nha. Nhưng mà mình sẽ không... để mấy cái phố trước. Ủa sao mấy cái bát này nó cứng luôn. Dạ đây rồi, rồi, rồi. Đầu tiên cái này mình rút ra. Mình đi với mình rút cốt ra. Rồi 1, 2, 3, 4 4 lá, đây đây đây. Energy này là energy này lớn. Oh, life fighting luôn vậy. Siêu gần anh này, mình thấy siêu gần này. Ice Cube, Full Face, God, Vegemite, Roger Dolan, Rotepe, Swap You, Helio, Thiếu Vui. Ý, con này con quen rồi rồi. My gosh. Nè, là sao nó phải cũng có gì đó thật là đặc biệt nè mọi người. Cô mọi người nhấn ấy cái nút like nè mọi người. Cái xin lá cuối là có gì là... À, thì tổng kết cuối cùng hôm nay chúng ta có gì nè? Chúng ta có một em Pikachu, yeah. Một con Articuno Holoway, một con Duraludon V, yeah. À, mình sẽ cho các bạn cái code này. Này, mình ngồi lên tay nhập được cái code này nhập vào nha. Đó ra. Rồi, ok. Giờ chúng ta sẽ tới tiếp mục mở online. Ok mọi người, và mình đã nhập 5 cái code vào game. Đó là 5 cái code còn lại đây nè. Đó, mình nhập vào game và bây giờ mình có 5 pack ở đây. Bây giờ mình sẽ mở thử xem là trong 5 pack này chúng ta có gì nha. Let's go. Ở đâu? Đây đây đây. Mở. Pack đầu tiên trong game. Ủa có Pikachu luôn nè. Ồ hay à. Sao lại là con này chứ? Sao ngoài đường nó không có mà trong giếng lại có? Cây thế nè. À, cây. Ồ lại có Pikachu. Ồ lá này là gì đây? À, Flabbo. Lá này là lá. Trời ơi, sao hai lá hai hiếp luôn vậy? Ấn bình lý thôi bồ. Cái này thử xem. Đây, lá cuối cùng là lá Shopee đường. Ok, Shopee đường. Và lá cuối cùng là lá. Rồi, thêm một con Shopee đường nữa. Ai chỉ mình cách build deck Shopee đường thôi. Ồ, lại thêm một Pikachu nè. Ồ, che cái lá này. Ồ, Entei, yeah, Entei. Và lá này là lá, ồ, Trampa. Ok,
Và vậy là hết rồi đó. Cảm ơn các bạn đã xem video clip này. Nếu các bạn thấy video này hay thì hãy để lại cho một like, share và một subscribe. Còn bây giờ thì tạm biệt. Bye.